Minh được Tử Vi rất là vui khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được cuộc sống giàu sang, đủ đầy, việc gì cũng thuận lợi, thuận buồm xuôi gió, có thể làm nên sự nghiệp hiển hách, đón nhiều vận may bất ngờ, tài lộc thăng hoa, có cơ hội trúng số, trúng thưởng, đổi đời như ý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập hành trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập hành trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri dự báo chính xác 100%, tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, được trời thương Phật độ. Đúng tháng 4 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, tránh họa đắc phúc, lộc đến bất ngờ, trúng số liên tiếp, đổi đời xứng tầm đại gia. Hoan hỷ chào mừng quý cô bác anh chị đã đến và đồng hành cùng với kênh Minh Đường Tử Vi trong chuyên mục Tử Vi tháng mới nhất của 12 con giáp ngày hôm nay. Quý vị thân mến, luận về vận số cuộc đời nhận thấy, những năm vừa qua thì cô bác tuổi Giáp Thìn đã gặp rất nhiều vất vả, khốn khó đủ đường, nhiều khi giật mình kinh hãi khủng khiếp, trong cảnh nợ nần túng thiếu tiền bạc, phải cúi đầu đi vay mượn khắp trốn, lao tâm khổ tứ tìm đủ mọi cách để lo xoay sở, trang trải cuộc sống mưu sinh. Nhưng nghèo khó thế đủ rồi, bước sang tháng âm lịch tới đây sẽ là lúc mà cô bác tuổi Giáp Thìn có thể hồi phục và gây dựng lại những thứ bị mất mát trước đó. Trong tháng này, bản mệnh sẽ đón nhận thời vận mới với nhiều điều may mắn và phúc khí vây quanh, có cát tinh phù trợ, bề trên che chở. Vận trình đường sáng bất ngờ, từ sự nghiệp, công danh đến tài lộc của người tuổi Giáp Thìn đều được khởi sắc khi mà được thần tài ban lộc, thần may mắn gõ cửa, bất ngờ nhận phúc lớn, giàu có ú ụ, tiền bạc ào ào kéo về nhà, đổi đời giàu sang, tiền vàng nhét nứt két. Vậy, vận trình tử vi chi tiết trong các phương diện cuộc sống của người tuổi Giáp Thìn sẽ diễn ra như thế nào trong tháng 4 âm lịch tới đây, may mắn nào sẽ đến với bản mệnh trong khoảng thời gian này? Tất cả sẽ được Minh Đường Tử Vi luận giải chi tiết trong video ngày hôm nay. Xin mời quý cô bác anh chị tuổi Giáp Thìn hãy theo dõi và chiêm nghiệm. Chấn động, tiên tri dự báo chính xác 100%, tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, được trời thương Phật độ. Đúng tháng 4 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, tránh họa đắc phúc, lộc đến bất ngờ, trúng số liên tiếp, đổi đời xứng tầm đại gia. Trước khi đến với phần luận giải chi tiết về tử vi tháng 4 âm của cô bác tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý cô bác điểm nhanh tính cách người tuổi Giáp Thìn có điểm gì nổi bật ngay sau đây. Những người sinh năm Giáp Thìn 1964 có tính cách hòa đồng, thân thiện và ngoại giao giỏi. Điều này giúp bản mệnh có thể làm quen và tạo mối quan hệ với mọi người dễ dàng hơn. Tuy nhiên, con giáp này cũng sẽ đôi khi nóng tính một chút và dễ dẫn tới mâu thuẫn với người khác. Về công việc, những người sinh năm Giáp Thìn sẽ là người công tư phân minh, nghiêm túc và có tầm nhìn xa. Tuy nhiên, phụ nữ sinh năm này sẽ có tính cách cứng cỏi và không chấp nhận bất kỳ sự bất công nào trong cuộc sống và công việc. Do đó, bản mệnh sẽ rất dễ thành đạt trong cuộc sống. Là mẫu người hướng ngoại, vô cùng yêu thiên nhiên, Giáp Thìn có thể trở thành một vận động viên năng nổ, ham thích bơi lội, có tố chất của một nhân viên marketing, luôn hòa đồng với bạn bè, nhóm hội của mình. Thời tiết lúc người tuổi Thìn sinh ra có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sau này. Những người sinh ra trong mưa gió bão bùng sẽ đi trên con đường đời trông chênh đầy mạo hiểm. Người sinh vào ban ngày khi trời biển phẳng lặng thanh bình, cả đời sẽ được bảo vệ. Thông thường đàn ông sinh năm Giáp Thìn sẽ có tham vọng và nhiệt huyết, tuy nhiên con giáp này sẽ hơi nóng nảy và yêu cầu cao trong mọi việc. Trong khi đó, phụ nữ có tính nữ quyền, yêu thích sự độc lập và công bằng, với tinh thần luôn sẵn sàng đấu tranh để đạt được mục tiêu mong muốn, con giáp này sẽ gặt hái được nhiều thành công trong đời sống. Những người sinh năm Giáp Thìn rất hiếu động nghịch ngợm, thích gánh vác những nhiệm vụ quan trọng, rồng không phải là những người hướng nội, vị trí của họ là ở bên ngoài thế giới to lớn kia, giữa đám đông công chúng. Do vậy, ta dễ dàng thấy rằng rất ít khi họ dành thời gian ở nhà như những cung mệnh khác. Tổ ấm thân yêu của Giáp Thìn có nét đặc trưng là sự uy nghiêm trang trọng.
Tiếp theo sau đây hãy cùng đi tìm hiểu tổng quan tử vi tháng 4 âm lịch của người tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Tháng 4 âm lịch là tháng Kỷ Tỵ, bắt đầu từ ngày mùng 8 tháng 5 năm 2024 dương lịch đến ngày mùng 5 tháng 6 năm 2024 dương lịch. Có thiên can là Kỷ Thổ, địa chi Tỵ Hỏa, đặc trưng là thiên khắc địa sinh, hỏa khí thịnh, mưu sự thành bại cốt ở định nhân. Hướng tốt, hướng chính bắc, đông bắc. Ngày cát lành, ngày mùng 8 tháng 5, ngày mùng 9 tháng 5, ngày 17 tháng 5 và ngày 18 tháng 5 dương lịch. Hướng xấu, chính tây và chính đông. Ngày hung, ngày 25 tháng 5, ngày 27 tháng 5, ngày 29 tháng 5 và ngày mùng 3 tháng 6 dương lịch. Theo dõi tử vi khoa học 12 con giáp có chỉ ra rằng, vận trình tháng mới được nhiều cát tinh cao chiếu, vận khí của người tuổi Giáp Thìn có dấu hiệu tăng mạnh. Đây là thành quả tín hiệu đáng mừng cho những nỗ lực của cô bác trong suốt thời gian qua, nhân đó hãy đứng lên bằng chính đôi chân của mình và gây dựng sự nghiệp. Vận quý nhân của con giáp này trong tháng cũng rất vượng, dưới sự che chở của đối phương mưu sự dễ thành, dù là người làm công ăn lương hay làm tự do, con giáp này đều hài lòng với những gì đã đạt được, bản mệnh một khi đã quyết tâm thì đều làm cho bằng được, dù vậy vẫn nên tránh những quyết định vội vàng, kẻo vận may bay biến. Vận may về tài chính cũng sẽ tới với Giáp Thìn trong tháng tư âm này, hứa hẹn sẽ gặt hái thành công ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư. Các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ, nguồn thu từ công việc chính đảm bảo cho cô bác có một cuộc sống đủ đầy. Ở phương diện tình cảm, các mối quan hệ của Giáp Thìn không có gì phải chê trách, các cặp đôi đang trải qua giai đoạn vô cùng mặn nồng, ngọt ngào của tình yêu có thể tính tới chuyện trăm năm. Tình hình sức khỏe tuổi Giáp Thìn duy trì ở mức ổn định, tuy nhiên khó tránh khỏi tình trạng mệt mỏi, uể oải do làm việc quá sức hay sinh hoạt không điều độ. Nếu bản mệnh biết cân bằng thời gian cho công việc và nghỉ ngơi, thì tình trạng này sẽ nhanh chóng được cải thiện. Xét phương diện sự nghiệp tuổi Giáp Thìn tháng 4 âm lịch. Tử vi tháng 4 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch cho thấy vận khí tăng mạnh trong tháng mới, giúp kế hoạch của người tuổi Giáp Thìn diễn ra trôi chảy và thuận lợi vô cùng. Đồng thời, bản mệnh cũng sẽ có nhiều việc phải làm hơn, cơ hội tới dồn dập, nên hãy tận dụng đúng lúc đúng việc nhé. Tháng này Giáp Thìn được cả Nguyệt lệnh Lâm quan đới và sao Thái Dương chiếu mệnh, nên vận quý nhân vô cùng vượng, dưới sự che chở của đối phương mưu sự dễ thành, cô bác thêm tự tin, hành động độc lập, tự chủ, hăng hái và nắm quyền hành trong tay, tinh thần làm việc trong tháng này lên cao khá rõ, tràn đầy hứng khởi, công việc vì thế cũng hanh thông nhiều phần. Đặc biệt, chức vụ, danh tiếng của bản mệnh ngày càng được củng cố vững vàng trong tập thể, con đường công danh sự nghiệp thẳng tiến về phía trước, nhất là với những ai đang giữ các chức vụ quản lý, chủ quản hay người làm công chức nhà nước, tháng này công việc càng thêm nhàn hạ và gặt hái kết quả tốt, cơ hội tiến thân đã đến, hãy khéo léo hành xử, biến những điều không thể thành có thể, con giáp thông minh, lanh lợi như cô bác chắc chắn sẽ làm được điều mình muốn. Dù là người làm công ăn lương hay làm tự do, con giáp này đều có thể hài lòng với những gì đã đạt được, bản mệnh một khi đã quyết tâm thì đều làm cho bằng được. Với những ai muốn định hướng nghề nghiệp cho con cháu, thành lập công ty, khai trương cửa hàng, cửa hiệu, tháng này là thời điểm khá lý tưởng. Tranh thủ tận dụng sức mạnh từ quan đới để đánh nhanh thắng nhanh, chắc chắn cô bác sẽ thuận lợi khẳng định quyền uy, nâng tầm phát triển công danh sự nghiệp của bản thân. Dù vậy vẫn nên tránh ngủ quên trên đỉnh vinh quang, tránh thái độ kiêu ngạo hay những quyết định nóng vội, kẻo vận may bay biến. Trong quá trình làm việc, dù vấp váp bất cứ trở lực nào cũng cần từ tốn, bình tĩnh để giải quyết, vừa khiêm nhường lại không ngừng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm. Có như vậy cô bác mới không bị tụt hậu so với thế hệ trẻ hơn, làm gì cũng cần có kế hoạch cụ thể, đó chính là bí quyết giúp bạn thành công hơn nữa. Vì thế, hãy dành chút thời gian để hoạch định các kế hoạch rõ ràng, sắp xếp lịch trình hợp lý, tinh thần vừa thư thái và dễ lại đạt hiệu quả cao. Xét về phương diện tài lộc. Tử vi tháng 4 năm 2024 tuổi Giáp Thìn âm lịch dự báo, nhờ có tài tinh chính tài chiếu mệnh, vận may về tài chính cũng sẽ tới với những chú rồng trong tháng này. Các khoản thu nhập đều tăng tiến, hứa hẹn sẽ gặt hái lợi nhuận, không chỉ từ công việc cố định mà còn ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư. Với người làm kinh doanh, bản mệnh có cảm giác kiếm tiền dễ dàng và nhiều hơn trước, các cuộc giao dịch tiền bạc, ký kết hợp đồng đều diễn ra thuận lợi, bản thân cô bác được hưởng lợi không nhỏ. Hơn nữa, Thái Dương các tinh báo hiệu cô bác còn dễ gặp được quý nhân, đó có thể là khách hàng nam hoặc một người bạn kết giao lâu năm, mang tới cho Giáp Thìn các cơ hội đầu tư, làm ăn ngon nghẻ, lợi nhuận thu về không nhỏ. Những ai có ý định tìm hiểu một ngành nghề nào mới trong thời gian này cũng nên quyết định nhanh chóng, vận khí đang lên, cơ hội đang nằm trong tay.
Chỉ còn đường đi nước bước cụ thể ra sao thì cô bác phải tính toán và lên kế hoạch cẩn thận, cứ mạnh dạn tiến hành và điều chỉnh dần theo hoàn cảnh thực tế, thành công sẽ tới. Tuy nhiên, cô bác vẫn cần cẩn thận với các loại giấy tờ, rà soát kỹ càng để tránh sai sót, nhẹ thì bị phạt tiền, nặng còn liên quan đến kiện tụng pháp luật, không thể chủ quan. Bên cạnh đó, cô bác cũng nên nghiêm túc thực hiện các kế hoạch tích lũy tài chính. Con giáp này dù có năng lực kiếm tiền, song vốn chi tiêu hào phóng, nên thường không tích góp được nhiều. Vì vậy cần phải học cách chi tiêu tiết kiệm, khi đó bản mệnh sẽ thấy mình luôn chủ động được về tiền bạc mà không bị nó điều khiển. Xét phương diện tình duyên. Tháng 4 năm 2024 âm lịch này, Nguyệt lệnh lâm quan đới ở Thìn không những mang tới tin vui về công danh sự nghiệp mà còn mang lại cho bản mệnh mối nhân duyên tốt lành. Được các tinh trên cao phù trợ, tuổi Giáp Thìn tự tin trong giao tiếp, khéo léo trong cách hành xử, sức hút cứ thế lan tỏa. Người độc thân đừng quá ngạc nhiên, khi thời gian này bạn sẽ có nhiều vệ tinh vây quanh, không ít kẻ đưa người đón, những cặp vợ chồng kết hôn đã lâu, tình cảm cũng như được hồi sinh. Cả hai dành nhiều thời gian chia sẻ công việc nhà, cùng nhau hoạch định những việc cần làm cho tương lai, gia đạo hài hòa êm ấm, giúp tinh thần bản mệnh thoải mái và thêm cố gắng hăng hái vì gia đình. Xét phương diện sức khỏe. Tình hình sức khỏe tuổi Giáp Thìn duy trì ở mức ổn định, nhìn chung thể trạng của cô bác không xảy ra biến động lớn, có chăng chỉ là vì thời tiết giao mùa biến đổi thất thường, khiến bản mệnh mắc các triệu chứng cảm cúm thông thường. Bên cạnh đó, đôi khi cô bác cũng khó tránh khỏi tình trạng mệt mỏi, uể oải do làm việc quá sức hay sinh hoạt không điều độ. Nếu bản mệnh biết cân bằng thời gian cho công việc và nghỉ ngơi, thì tình trạng này sẽ nhanh chóng được cải thiện. Ngoài yếu tố dinh dưỡng, con giáp này nên chú trọng luyện tập thể thao, đặc biệt là dân văn phòng hay phải ngồi lâu, ít vận động, nguy cơ mắc các bệnh về xương khớp cao thì càng cần chăm chỉ rèn luyện. Và tiếp theo sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần trong tháng 4 âm lịch của người tuổi Giáp Thìn. Mời quý vị cùng theo dõi. Tử vi tuần 1, tháng 4 âm lịch 2024. Theo luận giải tử vi mới nhất, 12 con giáp có chỉ ra rằng thiên đức cát tinh nhập mệnh, tuổi Giáp Thìn không cần phải quá lo lắng về vận trình tuần đầu tháng 4 âm lịch này, bởi may mắn đang đứng về phía cô bác, bản mệnh có cơ hội được quý nhân dìu dắt, nâng đỡ trong từng bước đi nên tiến triển tốt đẹp. Nhìn chung, vận khí đang rất hanh thông, dễ dàng gặt hái được không ít thành quả. Trong công việc, tuổi này có tinh thần sáng tạo, trí tuệ mẫn tiệp nên đưa ra được những ý tưởng sáng tạo độc đáo và mang tính giá trị cao, đóng góp nhiều cho tập thể, nhờ vậy mà cũng được hưởng lợi từ đó, cấp trên không tiếc dành nhiều lời khen ngợi cho cô bác trước mọi người. Cùng với công việc thuận lợi thì tài lộc cũng trên đà khởi sắc, trong đó cả nguồn thu chính và phụ của tuổi này đều có xu hướng tăng. Với người làm công việc cố định, cơ hội tăng lương của cô bác đã tới, nếu đề xuất trong thời gian này thì khả năng được chấp thuận rất cao, việc đầu tư, buôn bán cũng gặp không ít cơ hội ngon ăn. Đường tình duyên trong tuần của người độc thân phong phú, hứa hẹn có nhiều trải nghiệm vô cùng thú vị, tuổi này giỏi ăn nói, giao thiệp rộng nên dễ thu hút được người khác, cơ hội để cô bác mở rộng quan hệ và tìm được một nửa cho mình khá nhiều. Tử vi tuần 2, tháng 4 âm lịch 2024. Cát tinh tử vi xuất hiện trong vận trình tuần mới của người tuổi Giáp Thìn, gia tăng cho bản mệnh sự tự tin và quyết đoán để triển khai các kế hoạch công việc của mình. Thời điểm này gần như không có gì có thể ngăn cản bước tiến của cô bác, bản thân con giáp này cũng có sự chủ động nên không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào. Nhờ vào sự nỗ lực của bản thân, cộng thêm chút may mắn, nên bản mệnh làm gì cũng thuận lợi, tỷ lệ thành công rất cao, dù là người làm công ăn lương hay làm tự do, thì thành quả thu được cũng rất xứng đáng, khiến cô bác vô cùng hài lòng. Nhân đà này tuổi Giáp Thìn cũng nên mở rộng mối quan hệ để tìm thêm những sự đồng hành và giúp đỡ cần thiết. Tài lộc vượng phát, hứa hẹn sẽ thu được không ít lợi nhuận từ các hoạt động đầu tư kinh doanh. Thời điểm này nếu tiến hành giao dịch, ký kết hợp đồng thì cũng là quyết định phù hợp, mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ, bỏ túi không ít hoa hồng. Tuy nhiên cô bác cũng nên quản lý chi tiêu chặt chẽ hơn. Về phương diện tình cảm, vận đào hoa khá vượng, nhân duyên rộng mở, người độc thân sẽ có cơ hội sớm tìm thấy nửa kia ưng ý cho mình. Chấm dứt tình trạng độc thân trong suốt thời gian vừa qua, các cặp đôi đang yêu có thể tính chuyện kết hôn để sớm về chung một nhà. Tử vi tuần 3, tháng 4 âm lịch. Thiên đức cho thấy, Giáp Thìn khá may mắn trong tuần mới và thường xuyên được mọi người xung quanh quý mến. Càng khiêm tốn và thoải mái thì sắc khí trên khuôn mặt càng hồng hào và đẹp lâu, chớ suy nghĩ nhiều khiến bản thân hao mòn. Công việc đầu tuần không có tiến triển đứng yên tại chỗ, xui hơn thì dễ gặp tiểu nhân gây phiền phức cho mình, bản mệnh càng làm tốt,
càng lắm kẻ âm thầm ghen ghét và tức tối, muốn bản mệnh gặp họa để thụt lùi, càng về cuối tuần càng đỡ mệt và may mắn hơn rất nhiều, nhất là những người làm trong ngành kỹ thuật, buôn bán tự do, nông nghiệp hoặc thủy hải sản. Vận may tiền bạc sẽ tiếp tục thăng hoa trong tuần này nhờ sự quản lý đầu tư táo bạo và đúng đắn của Giáp Thìn, giao tiếp nhiều hơn với những người có kinh nghiệm, không tiếc một buổi ăn uống và cô bác sẽ có cơ hội nhận được thông tin đầu tư đáng tin cậy từ họ. Điều này sẽ giúp bản mệnh đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn dễ dàng hơn. Nhưng cảnh báo những người còn độc thân coi chừng bị lừa tình lúc nào không biết, hẹn hò nên có chọn lọc và tìm hiểu kỹ, đừng vì cảm nắng mà đánh mất khoảng thời gian vui vẻ của bản thân. Trong chuyện bạn bè, bạn thì ít mà bè thì nhiều, Giáp Thìn biết rõ nhiều bạn không ưa mình, nhưng âm thầm chịu đựng không muốn vạch trần. Tử vi tuần 4, tháng 4 âm lịch 2024. Tử vi tuần mới của 12 con giáp chỉ ra rằng, nhờ các tinh tử vi soi đường chỉ lối cho Giáp Thìn không bị lạc đường trong tuần mới này, tuần cuối cùng của tháng 4 âm chuyện gì cũng sẽ được như ý. Lộc lá về tay bạn trong sự ngỡ ngàng, rất có thể kế hoạch làm việc tuần này sẽ hoàn thành trước thời hạn nhưng đừng mạo hiểm, cách duy nhất để nâng cao hiệu quả là chậm mà chắc. Bạn linh hoạt dễ nảy ra những ý tưởng táo bạo, có thể dùng những chiêu trò lạ để giành chiến thắng trong công việc, nhưng thứ 6 lại dễ bị người khác gài bẫy nên bạn cần cẩn thận. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào hãy trao đổi với các thành viên trong gia đình, đây sẽ là sự trợ giúp không thể thiếu trong việc kiếm tiền cuối năm của họ. Bạn cũng có lộc làm ăn, nhất là những bạn đang buôn bán tự do hoặc theo đuổi con đường quan chức, một quý nhân lớn tuổi sẽ hỗ trợ bạn khá nhiều trong tuần mới. Tuần này người độc thân hãy giao tiếp nhiều hơn với người lớn tuổi vì họ có thể cho bạn những lời khuyên bổ ích, vận may tình duyên sẽ nóng lên trong cuối tuần này. Đây là thời điểm thích hợp để các cặp đôi hẹn hò, bày tỏ tình cảm, đồng hành trong một chuyến đi chơi xa và xích lại gần nhau hơn. Vâng quý vị thân mến, đời người khác nhau chỉ ở một ý niệm, tốt thì thành Phật, xấu thì thành ma. Nhìn thế giới bằng ánh mắt lạnh lùng sẽ chỉ thấy cuộc đời tàn khốc, vô tình. Nhìn thế giới bằng trái tim ấm nóng, cuộc đời ấm áp và đầy tình người như cảnh xuân. Cảnh là do tâm sinh, vận mệnh của đời người tốt hay xấu hoàn toàn do mình mà ra, phụ thuộc vào chính ý niệm của chúng ta. Nếu số mệnh đã nằm trong tay, bạn sẽ lựa chọn hướng đi của cuộc đời mình ra sao? Nếu vẫn chưa có câu trả lời, hãy đọc tiếp câu chuyện ngắn về năm chữ vàng của thiền sư dưới đây, chắc chắn bạn sẽ ngộ ra rất nhiều điều quý giá mà bấy lâu vẫn mơ màng. Câu chuyện như sau. Một ngày nọ, có hai thanh niên trẻ gặp nhiều áp lực ở nơi làm việc nên đã quyết định cùng nhau tìm tới một ngôi chùa thanh tĩnh mong tìm chút khuây khỏa cho tâm hồn. Khi gặp một vị thiền sư, họ liền hỏi: "Thưa đại sư, chúng con đi làm khổ quá, hay bị ức hiếp, cầu xin ngài chỉ bảo chúng con có nên nghỉ việc ở đó hay không?" Vị thiền sư không trả lời ngay, khẽ nhắm mắt ngồi trầm tĩnh. Sau một hồi lâu ngài mới đáp lời, nhưng chỉ nói năm từ chỉ là một bát cơm. Sau đó không nói thêm gì nữa, phất tay ý bảo hai người rời đi, hai thanh niên trẻ tuổi đó quay về. Sau đó, một người lập tức nộp đơn xin nghỉ việc trở về quê hương làm ruộng, người còn lại vẫn tiếp tục làm việc ở công ty cũ, thời gian thấm thoát thoi đưa. Thoáng cái đã hơn 10 năm trôi qua, người thanh niên từng nghỉ việc về quê làm ruộng, luôn tích cực học hỏi kinh nghiệm từ những người nông dân đi trước, cộng thêm những phương pháp mới mẻ mà tự mình mày mò ra, nay đã trở thành một chuyên gia nông nghiệp có tiếng, còn người bạn khi đó cũng đã trải qua nhiều thay đổi. Anh ta ở lại công ty, cố gắng nhẫn nại, cố gắng học hỏi, cuối cùng nhận được sự tín nhiệm của cấp trên nên dần được coi trọng, và nay đã trở thành một quản lý. Một ngày nọ, hai người bạn cũ tình cờ gặp lại nhau, cả hai nói về những chuyện đã xảy ra trong những năm qua, ai nấy cũng đều rất xúc động. Vị chuyên gia nông nghiệp vẫn rất thắc mắc khi ấy, đại sư cho chúng ta chỉ năm chữ chỉ là một bát cơm, năm chữ này tôi nghe xong liền hiểu ngay, chẳng qua cũng chỉ là vì một bát cơm thôi mà, sao phải làm khổ bản thân cứ miễn cưỡng ở lại công ty làm gì, cho nên tôi đã xin nghỉ việc, còn anh sao lại không nghe theo lời của đại sư. Người quản lý vừa cười vừa đáp, tôi có nghe chứ, đại sư nói chẳng qua cũng chỉ là một bát cơm, cho nên sau đó dù có khổ ra sao, mệt thế nào, chịu bao nhiêu sự khinh bỉ hay rắc rối, tôi chỉ cần nghĩ đến năm chữ vàng của thiền sư thì dù ông chủ có nói những câu khó chịu, chỉ cần mình bớt so đo, bớt hờn giận, đừng cái gì cũng chấp vặt thì sẽ thấy mọi thứ nhẹ nhõm hơn. Ý của đại sư chẳng phải là như vậy sao? Hai người nhìn nhau ngờ ngợ, không ai chắc chắn ý của thiền sư là cái nào, thế là cả hai hẹn nhau một ngày khác sẽ đến hỏi rõ thiền sư. Bây giờ vị thiền sư đó đã lớn tuổi, nghe xong nghi ngờ của hai người kia, ông ngồi nhắm hai mắt trầm tư, sau một hồi lâu mới thốt ra câu, chỉ là một ý niệm, sau đó cũng phất tay rời đi. Bấy giờ hai người kia nhìn nhau mỉm cười, dường như giờ trong lòng đã sáng tỏ tất cả, có thể thấy cùng là một câu nói.
nhưng do nhận thức, cảm nhận và tâm lý của mỗi người mà nó lại được hiểu theo một nghĩa khác nhau, ý thức khác nhau khiến con người suy nghĩ và hành động dẫn đến kết quả khác nhau. Cũng giống như câu chuyện bên trên, hai người cùng nghe năm chữ vàng của thiền sư chỉ là một bát cơm, nhưng lại có hai cách hiểu khác nhau, hai lựa chọn cuộc đời khác nhau, không rời được dục vọng thì cả đời phiền não. Người không vừa lòng với hoàn cảnh, tất nhiên sẽ nóng nảy muốn rời khỏi nơi khiến mình chịu khổ. Người biết nhẫn nại, nghe xong tất nhiên sẽ tiếp tục ở lại chịu đựng, chờ đợi tới khi mình được hồi báo xứng đáng. Thực ra thì, cả hai thanh niên trong câu chuyện trên đều đã sớm có câu trả lời trong lòng mình. Một người đã không thể chịu đựng nổi nữa, một người thì vẫn cố gắng nằm gai nếm mật. Một câu nói của thiền sư tăng thêm lòng tin, sự kiên định cho hai người, vì vậy họ mới có hai lựa chọn khác nhau. Cuộc đời vốn không có thứ gì tốt tuyệt đối hay xấu tuyệt đối. Nếu như đã có lựa chọn của riêng mình rồi, hãy dũng cảm bước tiếp, đừng chỉ chờ đến khi có ai đó khích lệ thêm lòng tin của mình. Cũng như vị chuyên gia nông nghiệp và người quản lý ở trên, chính là một kiểu lựa chọn trong cuộc sống, không tồn tại cái nào cao, cái nào thấp, chỉ có ta muốn lựa cái nào mà thôi. Đời người ra sao chẳng qua chỉ nằm ở một ý niệm, tự bản thân ta quyết định ý niệm đó là tốt nhất, không cần phải mượn tay người khác. Chương trình đến đây xin phép được khép lại. Chúc quý mệnh chủ tuổi Giáp Thìn nắm được vận mệnh phú quý, giàu sang viên mãn. Bên cạnh đó, quý khán giả đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập chương trình và cập nhật những video bổ ích trong thời gian sớm nhất quý khán giả nhé. Minh Đường Tử Vi xin kính chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.